Quá trình đô thị hóa tăng nhanh, kéo theo đó là nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng, các khu đô thị, nhà ở cũng gia tăng. Cùng với đó, nghề xây dựng phát triển mạnh và được coi là nghề dễ kiếm sống đối với lao động phổ thông. Nhưng bên cạnh đó thì vấn đề vệ sinh an toàn lao động của những người làm nghề xây dựng lại đang chưa được nhà thầu thi công chú trọng. Đây là hình ảnh được ghi nhận tại một công trường xây dựng trên đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội. Các công nhân này đang làm việc trên mái tầng 3 của công trường, nhưng trên người lại không được đeo dây an toàn, mặc dù xung quanh tòa nhà này không hề có hàng rào lưới chắn xung quanh. Thậm chí có công nhân còn không có mũ bảo hộ theo đúng quy định. Tương tự, ở một khu vực khác, hàng chục công nhân cũng đang làm việc trong môi trường như vậy. Không mũ, không dây bảo hộ, không hàng rào chắn lưới xung quanh, nhưng các công nhân này vẫn bất chấp tính mạng của mình để làm việc kiếm sống. Câu hỏi đặt ra ở đây là nhà thầu thi công các công trình này có đang cố tình làm ngơ cho sự mất an toàn này để bớt xén tiền mua trang thiết bị bảo hộ cho công nhân. Trao đổi với ông Nguyễn Hữu Đức, trưởng ban quản lý dự án công trình nhà ở và hạ tầng xã hội dự án Gelasimco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội, được biết phía chủ đầu tư và ban quản lý dự án cũng đã nhắc nhở và xử phạt công ty vi phạm an toàn vệ sinh lao động. Đối với cái công trường Gelasimco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, hiện tại là đang có 6 nhà thầu triển khai thi công xây dựng trên công trường, thì đến thời điểm này chúng tôi đã đưa ra cái biên bản xử phạt đối với lại 3/6 nhà thầu là 50%. Còn các đơn vị còn lại thì cũng đã luôn liên tục nhắc nhở, và trong cái quãng thời gian từ 6 đến 12 tiếng họ có cái sự khắc phục thì chúng tôi cũng châm trước và chưa tiến hành xử phạt. Lỗi chủ yếu của việc vi phạm của các đơn vị là công tác liên quan đến cái trang thiết bị bảo hộ an toàn lao động, và đặc biệt là chúng tôi rất là lưu ý cái công tác và thi công trên cao của công nhân, bởi vì là với những cái thời tiết, và đặc biệt là thời tiết diễn biến nó như là giai đoạn gần đây mà nhà báo cũng biết đấy, thì cái ảnh hưởng tác động của cái môi trường đến người lao động, và đặc biệt ở trên cái trao đổi công trình là nó sẽ rất là dẫn đến là chúng tôi thường xuyên phải nhắc nhở và xử phạt những cái vi phạm của họ về thiếu cái trang thiết bị bảo hộ như là dây đai an toàn, như là mũ bảo hộ khi mà làm công việc tại các cái vị trí là cần phải đảm bảo an toàn cao. Bên cạnh các công ty cố tình trốn tránh trách nhiệm, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động cho công nhân, thì cũng có công ty luôn chấp hành đúng việc ký kết hợp đồng, đóng bảo hiểm xã hội, và đặc biệt là luôn tập huấn và yêu cầu các công nhân làm việc tại công trường chấp hành nghiêm luật an toàn vệ sinh lao động. Công trường công nhân mới vào thì bọn em thường tổ chức là đào tạo các công nhân mới vào làm việc trên công trường, và thứ hai là hàng tuần là bọn em có buổi training an toàn, và thứ sáu là bọn em có một buổi là đào tạo phổ biến an toàn ngày cho công nhân ạ. Trước khi công nhân vào làm việc trên công trường thì công trường có nhắc nhở các tổ trưởng tổ đội là vào được cấp phát đầy đủ bảo hộ trước khi vào công trường và lấy đầy đủ bảo hộ trước khi vào ra công trường làm việc. Nhiều vụ tai nạn lao động đã xảy ra và để lại hậu quả vô cùng tồi tệ. Nó đã khiến cho cả chủ đầu tư, nhà thầu thi công và gia đình công nhân rơi vào cảnh bế tắc. Do vậy, cá nhân công nhân, nhà thầu thi công cần nâng cao ý thức chấp hành đúng luật an toàn vệ sinh lao động để những vụ tai nạn đáng tiếc không bao giờ xảy ra.